Xế chiều nhạc miệng chấm ngay từng ớt cơ đó, gây tê phê mê. Và mới nhất là Bình Phước để thua 1-2 trên sân của Quảng Nam. Như vậy là trọng tài Đỗ Anh Đức đã cho trận đấu được chính thức bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, Bình Phước sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Phổ Hiến sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Còn Bình Phước sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Một đều. Trước đó là Long An ở trận mở màn có trận hòa không đều trên sân nhà trước Phổ Hiến. Và gần nhất là Công an Nhân dân. Điều chuyền của Phạm Văn Hội. Cơ hội! Sự lỏng kỹ thuật rất nguy hiểm, đó là pha dứt điểm của Nguyễn Văn Điều. Thêm một pha tấn công sắc nét nữa được tạo ra bởi các cầu thủ Bình Phước. Đường chuyền của Phạm Văn Hội và cơ hội đã đến với Nguyễn Văn Điều. Tiền vệ màu số 8 tung ra một pha sửa lỏng kỹ thuật. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đi cao hơn sà ngang khung thành của Phạm Hữu Nghĩa một chút thôi. Đó có thể coi là cơ hội đáng kể nhất và nguy hiểm nhất của đội chủ nhà tính đến thời điểm này. Rất bình tĩnh. Đội chủ nhà cũng có những pha thoát pressing tốt. Thanh Nhàn dứt điểm. Một pha xử lý cực kỳ táo bạo của Thanh Nhàn. Thanh Nhàn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Phổ Hiến với 3 pha lập công. Tình huống chọn vị trí tốt nữa của Nguyễn Hiểu Minh và mở ra một cơ hội phản công dành cho cao thủ Phổ Hiến. Thanh Nhàn. Nguy hiểm, một pha đốt lưới nhà của các cầu thủ Bình Phước. Quá đáng tiếc. Niềm vui bất ngờ đã đến với đội khách. Quả là đáng tiếc với các cầu thủ Bình Phước. Người đánh đầu phản lưới nhà đó là trung vệ Nguyễn Đình Tài, người đã chơi rất tốt kể từ đầu trận đấu đến giờ bên cạnh đội trưởng Huỳnh Văn Ly. Một tình huống đánh đầu rất khó về lưới nhà và Huỳnh Văn Huyền có thể nói đã không có bất kỳ một phản xạ nào. Một pha tạt bóng quá khó chịu của cầu thủ Phổ Hiến. Bình Phước đang có được một thế trận cực kỳ tốt. Có thể nói là như vậy. Họ thi đấu ngang ngửa và vô hiệu hóa hoàn toàn các mũi nhọn của Phổ Hiến. Rất nguy hiểm. Một pha đá phạt rất tốt của Nguyễn Xuân Bắc. Mặc dù bóng không đi vào khung thành của Bình Phước, nhưng đó là một cú ra chân tốt của tiền vệ năm nay mới 19 tuổi, Nguyễn Xuân Bắc. Lực đi rất tốt. Thanh Nhàn. Rất ăn ý, lợi thế dành cho Phổ Hiến. Thanh Nhàn. Tạt bóng bằng chân trái, đó là pha dứt điểm thẳng. Quá nguy hiểm. Suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ tư cho Thanh Nhàn ở mùa giải năm nay. Không phải là một tình huống tạt bóng của Thanh Nhàn, mà đó là một cú sút thẳng về phía khung thành của Bình Phước. Số 11 của Phổ Hiến đang chơi rất hay, nhưng cũng cần phải dành lời khen dành cho thủ thành Huỳnh Văn Huyền. Anh nhô lên hơi cao nhưng vẫn làm chủ được tình hình với một pha dướn người hết cỡ để đẩy cú sút có thể nói là rất khó của Thanh Nhàn. Bỏ qua bàn thua đáng tiếc mà mình có được. Đây là một quả đá phạt với góc sút rất rộng. Văn Hội và Kiên Cường đang ngắm nghía rất kỹ. Văn Hội, bóng đi quá cao so với khung thành của Phạm Hữu Nghĩa. Văn Hội vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai cho riêng mình ở mùa giải năm nay. Quay lại Hội ơi. Tiếp tục đi nào. Hội, tiếp tục đi nào. Văn Hội đã ngắm nghía rất kỹ nhưng bóng đã đi quá cao. Huỳnh Công đến. Trần Ngọc Sơn. Pha lấy bóng tốt. Văn Hội chuyển rất nhanh. Côi. Dứt điểm. Có vào. Một pha cứu thua xuất sắc của Phạm Hữu Nghĩa.
vẫn đang là Bình Phước. Bùi Trần Vũ dứt điểm, không vào, nhưng không thể khác được, không thể khác được, 1-0 dành cho Bình Phước. Người ghi bàn đó là Phạm Văn Hội. Những pha tấn công liên tiếp của Bình Phước và đội chủ nhà đã có bàn thắng san bằng tỷ số 1-0. Quá tuyệt vời. Một sức ép khủng khiếp ngay sau khi bóng được đưa vào cuộc, và đây là bàn thắng thứ hai của Phạm Văn Hội dành cho Bình Phước. Quả thật là Phạm Hữu Nghĩa đã có hai pha cứu thua xuất thần. Nhưng đến tình huống thứ ba thì đội trưởng bên phía Phổ Hiến đã không thể làm gì hơn. Phạm Văn Hội đã dứt điểm ở một tư thế rất gần và một khoảng cách rất gần, và khung thành thì cũng rộng mở, và Phạm Hữu Nghĩa thì đã xoài hết cỡ và không còn đà để có thể dướn nữa. Và dứt điểm là của Thanh Lâm. Và Phạm Văn Hội là công việc rất dễ dàng. Trước đó thì Bùi Trần Vũ đã có một tình huống nỗ lực để đưa bóng ra cho Thanh Lâm. Và cuối cùng sau rất nhiều cố gắng thì Văn Hội đã san bằng tỷ số 1-0 cho Bình Phước. Nguyễn Hiểu Minh, Tiến Đình. Và đúng lúc này trọng tài Đỗ Anh Đức đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Bình Phước và Phổ Hiến. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 1-0. Bàn thắng ở phút thứ 79 của Phạm Văn Hội đã giúp cho Bình Phước thoát khỏi một trận thua. Và họ mặc dù không thể giành chiến thắng nhưng đã chặn đứng chuỗi 5 trận toàn thua. Một điểm dành cho mỗi đội là một kết quả công bằng dành cho cả Phổ Hiến và Bình Phước.